Chào các bạn nha. Cảm ơn toàn thể các bạn quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Tiếp tục video ngày nay bên Đặng Tín Audio tiếp tục xả thanh lý cho các bác nha. Trong mấy ngày tới sẽ xả thanh lý trong kho hết, có cái gì thanh lý nốt cho các bác hết luôn. Đấy, thanh lý nốt cho các bác hết luôn để chuẩn bị hàng tới về rất nhiều luôn. Hàng mới về. Đấy. Nếu vui lòng bỏ ra vài giây ủng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like nhá. Các thứ video ủng hộ một like và đăng kênh đổi video cho em để em được động lực em xả ra tốt các bác. Đấy, và nhớ đăng ký kênh màu đỏ nhá. Nhớ đăng ký kênh màu đỏ phía dưới để không bỏ lỡ những video em xả ra tốt các bác này. Nhưng rất nhiều bác không đăng ký kênh nó sẽ không nhận được video đâu. Nên tất cả là muốn tham gia và muốn săn hàng giá rẻ vui lòng đăng ký kênh màu đỏ và cho một like. Hãy ủng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like để động lực em xả thanh lý các bác ngày hôm nay. Vang mic lưng tiếng lọc loa đẩy, đặc biệt đẩy ba kênh này. Đẩy ba kênh bãi xịn cực kỳ khủng luôn, cho hai bác nào nhanh tay có hai chiếc cực kỳ đẳng cấp luôn. Đẩy ba kênh bãi xịn nhá. Và em xin khuyên các bác là tất cả hãy xem hết video từ đầu cuối cho em, đừng có tua nhá. Để tránh trường hợp có cái hỏi đi hỏi lại, em sẽ báo giá từng sản phẩm một, thanh lý cho anh em giá cực kỳ rẻ. Nên em sẽ thanh lý sẽ báo giá từng sản phẩm một, nên bác nào xem thì xem hết từ đầu video cuối video cho em. Đừng có tua nhá. Tua thì cứ đi hỏi đi hỏi lại rất phức tạp. Rồi. Ủng hộ cho một like nhá, ủng hộ cho một like để đăng ký kênh cho em nhá. Đây. Trước tiên em ngày hôm nay còn hai chiếc vang Lex FX 30 Plus phiên bản mới nhất 2021 hiện nay. Cực kỳ hay, sẽ bán cho anh em mình với giá cực kỳ tốt, còn hai chiếc cuối cùng. Lex FX 30 Plus con này rất là đẹp luôn. Cổng quang bố tút đầy đủ nhá. Bác nhìn theo cái dàn đèn này. À, nó cứ xoáy tròn theo. Đấy các bạn, volume đâu nó sẽ xoáy đấy, cứ xoáy liên tục này. Rất là đẹp, có mình ở giữa nhá, cổng quang bố tút đầy đủ. Có điều khiển từ xa. Có các chế độ tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay này. Đấy, cổng quang bố tút đầy đủ nhá. Còn hai chiếc nhất đẹp xuất sắc, hàng nguyên hộp nhá. Và chất động này rất là hay luôn, cho bác nào nhanh tay bác nhìn rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, đây. Cho anh xem luôn nhá. Đây, rất là đẹp. Và sẽ alo nghe luôn cái tiếng mic của con vang này luôn nhá. Alo luôn các bác nghe tiếng mic của vang này. 5 6 7 lần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lần 1 2 3 4 5 6 7 lần. Thực sự con vang này rất là hay, echo gì vật cực kỳ ngọt. Cổng quang Bluetooth đầy đủ nhá. Bác nhìn rất là đẹp nhá. FX 30 Plus có mình ở giữa và có những cái dàn đèn nó quá đẹp. Hai chiếc duy nhất thôi. Đây. Báo giá luôn cho anh em mình là chốt nhanh nhá, hai chiếc nhất nhá, có điều khiển từ xa đây. Ngày hôm nay giá 1.500.000 bao ship tại giác, 1.500.000 bao ship tại giác nhá. Chỉ với giá 1.500.000 bao ship tại giác, bao nào chốt thì nhắn tin cho em, chốt vàng Lex 30 cho em. Nhớ chốt vàng Lex 30 cho em 1.500.000, 1.500.000 bao ship tại giác. 1.500.000 bao ship tại giác, bao nào chốt nhắn tin cho em. Nhớ chốt Lex 30 cho em. Nhớ chốt Lex 30 cho em 1.500.000 bao ship nhá. 1.500.000 bao ship tại giác. Để bác nào chốt thì nhắn tin qua điện thoại, chốt Lex 30 cho em. Đây, nhắn tin qua điện thoại em, chốt Lex 30 cho em. 1.500.000. 1.500.000 bao ship tặng giấy giáp phụ kiện đầy đủ cho bác, không thiếu một cái gì. Nên bác nào chốt thì nhắn tin qua điện thoại em, chốt Lex 30 cho em. Chốt Lex 30 cho em nhá. 1.500.000 nó quá hay luôn. Thực sự là giá rất là tốt rồi, nhanh tay nhá. Đấy, em sẽ liên tục sẽ báo giá các bác nhá. Các vui lòng ủng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like các ơi. Các bác bỏ ra vài giây ủng hộ cho một like và đăng kênh đỏ phía dưới cho em nhá. Để em được động được cái bán giá tốt các bác nào. Hãy ủng hộ cho một like và đăng kênh cho em. 1.500.000 để bao ship tặng cái giác phiên bản mới nhất 2021. Bác nào chốt thì nhắn tin qua thoại chốt Lex 30 cho em. Chốt Lex 30 cho em nhá. 1.500.000. 1.500.000 bao ship tặng cái giác. 1.500.000. Đấy, bác nào chốt thì nhắn tin qua thoại qua số thoại cái chốt Lex 30 cho em. 1.500.000. Rồi tiếp tục nhá. Sẽ là liên tục các sản phẩm đây. Và ngày hôm nay em còn hai bộ mic JBL VM800. Một trong dòng mic rất là hay đây. Hàng em còn nguyên hộp nhá. Bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Con này vỉ tím tự ngắt và cảm biến gia tốc. JBL VM800 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc, tự ngắt luôn. Bác nhìn tay mic cực kỳ đẹp luôn. Con này tay kim loại và thiết kế rất là đẹp nhá. Nguồn mic của nó thì túng này. Ít mic nào có luôn. Nguồn cực kỳ lớn luôn. Nguồn này thì rất ít mic nào có luôn. Được chưa? Và thiết kế mặt mic rất là đẹp. JBL VM800 hai bộ duy nhất. Tự ngắt là khi bác đặt xuống 3-5 giây tự ngắt này, và khi bác rơi này nó sẽ không có tiếng bụp ra. Đấy. Đây. Em tiện đây test luôn cho bác nghe tiếng mic của JBL VM800 nha. Đây, bật lên màn hình rất là đẹp nhá. Logo sáng. Sẽ có hai bộ thôi, giá cực kỳ rẻ. 5 6 7 lần 1 2 3 6 7 8 9 10 lần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 đến 6 2. Ôi, em xin báo giá luôn nhá. Mic JBL VM800 ngày hôm nay bác nào muốn sở hữu hai bộ duy nhất, giá chỉ còn 1.600.000 thôi.
Ngày thường đang bán là 2 triệu, ngày nay bán 1.600.000. 1.600.000 bao ship, bắt đầu chốt nhắn tin thoại chốt mic JBL 800 cho em. Đây model là JBL 800 này. BM 800 thì bắt đầu chốt thì nhắn tin thoại chốt mic JBL 800 cho em. 1.600.000 bao ship, 1.600.000. Giá cực kỳ sốc ngày hôm nay. Vỉ tím tự ngắt cảm biến gia tốc thực sự là giá quá là rẻ thôi. Với một bộ mic vỉ tím tự ngắt cảm biến gia tốc đầy đủ các tính năng hiện đại nhất trên bộ mic này. Em bao hay cho mình luôn. Bắt đầu chốt thì nhắn tin thoại chốt mic JBL 800 cho em, 1.600.000, 1.600.000. Chỉ với giá 1.600.000 bao ship nhá. Bảo hành em 1 năm 2 bộ duy nhất thôi. 1.600.000. Đấy, bắt đầu chốt thì nhắn tin qua số điện thoại em nhá. Chốt mic JBL 800 cho em. Giá chốt mic JBL 800 cho em, 1.600.000. Quá hay luôn. Các bạn ủng hộ kênh nào tí nào xin một like các ơi. Các ủng hộ em một like và đăng kênh một đỏ cho em nhá để mình động lực em bán giá tốt các nào. Một bác bỏ ra vài giây ủng hộ cho một like và đăng kênh cho em nhá. Ủng hộ cho xin một like. 1.600.000. Bắt đầu chốt thì nhắn tin qua thoại cái chốt mic JBL 800 cho em, 1.600.000 số thoại kia. Hai bộ duy nhất thôi, em bán đúng hai bộ duy nhất thôi. 1.600.000 bao ship nhá. Chốt thì nhắn tin. Ok chưa, bắt đầu chốt thì nhắn tin luôn. 1.600.000. Giá cực kỳ ưu đãi cho anh em mình chơi rồi. Giá này giá rất là tốt rồi. 1.600.000. Rồi tiếp tục đây. Thanh lý liên tục cho anh em mình luôn. Đây tiếp tục là con nâng tiếng Asni. Được chưa? Con này mất hai cái nút này. Đó, do vận chuyển nó rơi mất hai cái nút này. Tất cả hoạt động bình thường nhá, vẫn bảo hành anh em mình 1 năm con này luôn. Con này là hàng mới, bảo hành 1 năm luôn. Nó chỉ mất hộp với cả nó bị hai cái nút này này, nó bị rơi thôi. Đấy, còn vặn nút bình thường nó chỉ mất cái nút bên ngoài thôi. Hoạt động bình thường. Adni IP300 thanh lý luôn cho anh em mình này. Đây, vẫn tặng đầy đủ dây jack cho anh em mình nhá. Tại đủ jack phụ kiện đầy đủ cho anh em mình nhá. Đây. Nó chỉ còn là rơi mất hai cái nút này này. Ra cái nút hoạt động bình thường nhá, nó vặn bình thường mà bảo hành 1 năm luôn. Đấy, bác nào về kiếm hai cái lúm không để này mà dùng được, chả quan trọng. Ngày hôm nay thanh lý cho anh em mình con lưng tiếng Adni 300 này nhá, 700.000 bao ship tặng cái rác luôn. Thanh lý luôn là hết giá 700.000 bao ship tặng cái rác. Bác nào chốt thì nhắn tin qua lại chốt lưng tiếng 300 cho em, chốt lưng tiếng 300 cho em, 700.000 thôi. Bán 700.000 thôi. 700.000 giá như bèo bọt thôi, 700.000. Em nào lấy thì nhắn tin qua lại em chốt lưng tiếng 300 cho em, chốt lưng tiếng 300 cho em nhá, 700.000. 700.000, được chưa? IP300 này. Bán 700.000 thôi. 700.000 bao ship tặng cái rác, bắt đầu chốt nhắn tin luôn. Chốt nhắn tin luôn qua số em chốt lưng tiếng 300 nha. Đấy, chốt lưng tiếng 300 700.000 nha. Quá rẻ luôn, thực sự là quá là rẻ luôn, 700.000 con lưng tiếng này. Tặng dây rác bao ship luôn. Thì bắt đầu chốt thì nhắn tin qua số em nha. Ok, tiếp tục sang lọc nha. Xả liên tục cho em mình chơi nha. Có vui lòng ủng hộ kênh Đạo Tín Đâu Sư Mô Lai nào. Vui lòng bỏ ra vài giây ủng hộ một like và đăng kênh đỏ phía dưới em nhé. Để lấy động lực em xả giá sốc các bác tiếp tục. Và bác nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới cho em nhé. Bác phải đăng ký kênh đỏ thì luôn cập nhật sản phẩm mới nhất của bên em. Đây. Em có lọc Folic LQ3231, lọc Folic thiệu của Mỹ đây. Con này thì quá đẹp, còn đẹp zin long lanh luôn, tất cả zin đét 100%. Nha, sẽ bán cho anh em mình giá tốt ngày hôm nay. Đây. Đường vào đường ra sử dụng rắc cá lông, rắc 6 ly sẽ tặng đầy đủ như rắc của các bác và đây là ruột gan đây, rất đẹp. Chạy hai tầng vỉ mạch nhá, chạy hai tầng vỉ mạch này, nguồn này, đây, con này có bo lọc tiếng nhá, đây nó có bo lọc tiếng này, hai bo lọc tiếng, mọi người nhìn cho em chất lượng linh kiện này, tất cả hàng zin đét 100% luôn, lọc Folic 3231 cực kỳ đẹp, cho anh em nào muốn sở hữu dòng này nhá, lọc thương hiệu của Mỹ nhá, còn một con đẹp rất sắc luôn, với giá thì cực kỳ tốt rồi. Bác nào chốt con lọc Folic này thì nhắn tin qua thoại chốt lọc 3231 cho em, chốt lọc 3231 cho em. Giá em đang bán con này là 2.700.000, bác nào đã mua con này thì bác biết rồi. Ngày nay bán thanh lý cho anh em 1.700.000. 1.700.000 để bao ship tặng cái rác, bác nào chốt nhắn tin qua lại chốt lọc 3231 cho em. Giữ chốt lọc 3231 cho em. 1.700.000, 1.700.000 bao ship tặng cái rác. Bảo hành cho em mình 6 tháng. Em khẳng định là bên bao hay cho các bác luôn, được chưa? Em khẳng định bao hay luôn, 1.700.000 nhá. Chốt nhắn tin qua lại chốt lọc 3231 cho em. Giữ chốt lọc 3231 cho em, 1.700.000. Quá rẻ luôn. Sự quá là giá quá rẻ rồi, 1.700.000 bao ship tặng cái rác là giá quá rẻ rồi. Đấy, bác nào chốt thì nhắn tin qua thoại em với nhau. Chốt thì nhắn tin qua thoại em 0916957888 đây. Hiệu chốt lọc 3231 cho em, 1.700.000. Giá thường ngày bán 2.700.000, ngày nay bán 1.700.000. Quá rẻ rồi đúng không? Thực sự là quá là rẻ rồi, bác nào nhanh tay rồi, 1.700.000 bao ship nhá. Được chưa, bác nào chốt thì nhắn tin qua thoại chốt lọc 3231 cho em, 1.700.000 con lọc này. Đấy, 1.700.000 bao ship nhá. 1.700.000. Ok chưa? Tiếp tục sang loa B3 luôn.
Đây, loa Viva luôn. Không vui lòng ủng hộ cho một like nào các ơi, theo dõi video ủng hộ cho một like và đăng kênh của đỏ phía dưới chat nào. Ủng hộ cho một like nhá. Đây là đôi loa lời B3. Một bát 18 và một chép kèn. Đây cho bác xem luôn cái bát của nó này. Đây dòng loa lời nhá, nhưng con này cực kỳ chất rồi. Mang là màng tẩm dầu nhá. Mang là màng tẩm dầu gần 3 sóng luôn. Bát 18 thì gần 3 sóng rồi biết rồi đấy. Cho bác xem cái củ bát của nó này. Quá đẹp luôn. Con này của bác săn đoán thì quá nhiều rồi, xương là xương gan đúc nhá. Đây xương gan đúc này. Loa lời nhưng mà xương gan đúc nhá. Cực kỳ chất luôn, từ quá đẹp. Và được củ chép vào đây. Con nhìn này nó xứng đáng đồng tiền chưa? Quá xứng đáng đồng tiền luôn nhá, củ chép đây. Đấy, rất là đẹp. B33. Củ chép đây. Và cho bác xem cái phân tần của này. Phân tần của nó thì không khác gì phân tần của loa full 2530 luôn. Con nhìn phân tần của đôi loa lời bát 18 hàng xịn 13 này. Nó quá đẹp luôn. Bác nhìn nó phân tần này, ui giời, củ bát này, xương gang nhá. Xương gang đúc nhá. Bát 18 và một chép kèn, quá chất luôn. Con này bác ghép thêm vòng vào cái dòng loa full kia của bác thổi tiếng lên cực kỳ hay luôn. Bác ghép thêm cái đôi này vào cái dòng loa full kia thì thực sự quá chất âm. Tiếng nhạc quá hát tiếng mic quá là hay luôn. Rất xứng đáng đồng tiền luôn nhá. Đây xương gang đúc đây, phân tần đây. Quá là đẳng cấp rồi. Em xin báo giá luôn cho em mình có đôi loa lời V3 này. Giá hôm nay nó đang bán là 3 triệu, ngày nay bác là mua để cho bác 2 triệu 500 nghìn bao ship. 2 triệu 500 nghìn bao ship đôi loa V3 này. Giá giảm giá luôn cho anh em mình 500 nghìn một đôi luôn. 2 triệu 500 nghìn của một đôi rất đẹp cho bác nào chơi muốn sở hữu dòng loa xịn này. Chốt nhắn tin có xoại chốt loa V3 cho em. Chốt loa V3 cho em 2 triệu 500 nghìn. Chốt loa lời V3 cho em nhé. Chốt loa lời V3 cho em. Nhắn tin luôn qua số thoại chốt loa lời V3 cho em. Phải nhắn tin luôn không chậm tay được không bù đâu nhá. 2 triệu 500 nghìn. Giảm giá chỉ còn 2 triệu 500 nghìn một đôi. Quá đẹp. Điều chốt loa lời V3 cho em. Quá xứng đáng đồng tiền luôn. 2 triệu 500 nghìn bao ship. Đấy, chốt nhắn tin luôn đi. Chốt loa lời V3 cho em đây. Đấy, chốt loa lời V3 cho em 2 triệu 500 nghìn. 2 triệu 500 nghìn bao ship. Giá quá rẻ rồi. Củ chép cực kỳ lớn luôn. 2 triệu 500 nghìn bắt đầu chốt thì nhắn tin cô xoay em. Chốt loa lời V3 cho em. Chốt loa lời V3 cho em 2 triệu 500 nghìn. Được chờ chốt loa lời V3 cho em 2 triệu 500 nghìn nhá. 2 triệu 500 nghìn. Đấy 2 triệu 500 nghìn bắt đầu chốt thì nhắn tin cô xoay em. Chốt loa lời V3 cho em. Quá đáng đồng tiền rồi. Thực sự nó quá xứng đáng đồng tiền rồi. Đấy bắt đầu chốt thì phải nhanh tay nhé. Chậm tay là không mua đâu. Các vui lòng ủng hộ cái đẳng tín alo sim một like nào. Có vui lòng ủng hộ một like và đăng kênh vừa đỏ phía dưới cho em nhá. Anh em đang theo dõi video ủng hộ cho một like và đăng kênh cho em để em bán động lực bán giá tốt các bác. Và bác lưu ý nhớ đăng ký kênh vừa đỏ phía dưới cho em nhá. Bác nào theo dõi nhớ đăng ký kênh vừa đỏ phía dưới nhấn cái chuông để không bỏ lỡ em xả thanh lý các bác giá sốc cái này. Nếu bác không đăng ký kênh không nhấn cái chuông là bác không cập nhật được đâu. Đến lúc thì các bác bảo là tôi xem muộn quá nhá. Nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông cho em. Đấy bác nào lo V3 thì nhắn tin qua thoại cái chốt nó lời V3 cho em nhá. Tiếp tục sang đây. Đang hai sản phẩm mà các bác sẽ rất mong chờ ở đây. Hai con đẩy ba kênh cực kỳ khủng luôn. Một con MA559 và một con K559X. Hai con duy nhất và hai con này thực sự chất âm nó quá hay rồi. Thì hai con này sử dụng mạch khác nhau. Con này sử dụng mạch Class TD. Con K559X này sử dụng Class TD này. Còn con MA559 này con này sử dụng mạch Class H. Con này rất là nặng nhá. Hai con đều rất là gấu. Đấy, công suất được là tương đương nhau 700W một kênh. 700W một kênh, hai con đều được 700W một kênh như hết nhá. Kênh 1, kênh 2 có thể đánh 2230, kênh 3 có thể đánh một súp đơn 40 vào đây. Con này cũng vậy. Kênh 1, kênh 2 đánh 2230, kênh 3 thì có súp đơn. Nếu bác nào chơi đẩy ba kênh nó biết rồi thì nó rất là tiện lợi, là con nào muốn đánh súp hơi thì là thoải mái luôn. Em còn hai con rất là khủng và đẹp cái này, zin đét 100% nhá. Đây. MA559 là Class H này. K559X là Class TD. Con này chạy Class TD, con này chạy 3 mạch này. Class TD nhá, con này Class TD nhá. Dòng mạch đầy mới rất là khỏe luôn. Quạt gió to như là hai cái bàn tay à. Đây mạch Class TD nhá. K559X này và con MA559. Con này cũng chạy 2 tầng rồi, cực kỳ chất luôn. Mạch Class H nhá, con này rất là nặng. Con này rất là khủng nhá, con này thì rất là khủng luôn. Hai con này rất là khủng luôn. Và ngày hôm nay em nói luôn này, khi bác nào mua đẩy đặt cọc cho em thấp. Khi mua đẩy này, vui lòng đặt cọc cho em 200.000 qua số tài khoản cho em. Em nói rõ là mua đẩy đặt cọc cho em 200.000 qua số tài khoản nhá.
hai con chất âm như nhau, chính chạy mỗi con này là mạch TD này, con này cần hát công suất đều 7.5 kênh, đẩy 3 kênh nhá. Bác nhìn cái ruột gan này thôi, hai con nó quá khủng rồi. Bác nào chốt thì nhắn tin có sợ em chốt đẩy 3 kênh cho em. Hiệu chốt đẩy 3 kênh và mua đẩy 3 kênh đặt cọc cho em 200.000 con số tài khoản nhá. Em nói lại là trước đây em đã bán con đẩy này với giá là 5.200.000. Bác nào đã mua đẩy 3 kênh này mà biết rồi. Và hiện nay trên thị trường có mua một con đẩy 3 kênh mà mạch như này cũng thấp nhất cũng phải 5.3 trở lên. Ngày hôm nay em bán giá sập sàn cho anh mình chơi ngày hôm nay. Bác nào muốn sở hữu dòng đẩy khủng này, nhắn tin con số lại em chốt đẩy 3 kênh. Hai con duy nhất, một con class TD và một con class H. Giá chỉ còn 4.500.000, em bao ship tặng giấy giác đầy đủ cho các bác. 4.500.000. 4.500.000 bao ship tặng giấy giác nha. 4.500.000 bác nào chốt nhắn tin con số lại chốt đẩy 3 kênh cho em. Và mua đẩy đặt cọc cho em 200.000 nha. bốn triệu năm trăm nghìn bác nào chốt nhắn tin con số em chốt đẩy 3 kênh cho em, hai con duy nhất cực kỳ gấu, một con class TD và một con class H. 4.500.000 và nó là hai con này thì chơi nên bán quá nhiều rồi, nhưng mà thực sự nó quá gấu quá hay luôn. 4.500.000 con này chạy 3 tầng nhá, 3 tầng vỉ này, 3 tầng vỉ cho 3 kênh. Con này chạy 2 tầng nhưng mà nó quá gấu luôn, class H thì nó bao hiệu năng nó rất là cao rồi. 4.500.000 bao ship, giá là giá tốt nhất, em cam đoan là tốt nhất thị trường luôn. 4.500.000 bác nào chốt nhắn tin con số chốt đẩy 3 kênh em, nhắn tin luôn nhá. Quá đẹp luôn. Bác nhìn này, nó đáng đồng tiền không? Đấy, 4.500.000 bắt đầu chốt thì nhắn tin thoại chốt đẩy 3 kênh cho em, 4.500.000. Bao ship nhá, tặng cái giá một cái đủ, bắt đầu chốt thì nhắn tin thoại chốt đẩy 3 kênh cho em. Có đúng hai con, một con class TD và một con là H đây. Quá gấu luôn. Công suất quá khỏe, 7.1 kênh. Đây, 3 kênh. Đẩy 3 kênh nha, quá xứng đáng luôn. 4.500.000 bao ship nha, hai con duy nhất. Bác nào chốt thì nhanh tay nhá, bác nào chốt phải nhanh tay. Nếu chốt đẩy 3 kênh, nhắn tin cô xoại chốt đẩy 3 kênh cho em. Rồi và đây còn một con lọc nữa. Con lọc DOD thanh lý cho em là lốt này. Một con lọc DOD 231. Con này thì nó hơi xấu một chút này. Đây, mặt trên nó hơi xấu một chút cho bác nào. Hàng thì hàng chạy hoàn toàn bình thường nhá. Đấy, cái cần này nó hơi bị gãy một chút này nhưng vẫn di chuyển bình thường. Thanh lý rẻ cho em mình luôn. Đây, cần này vẫn di chuyển bình thường này. Đấy, cần này vẫn di chuyển bình thường luôn. Đấy, cần di chuyển bình thường, nó hơi xấu một chút này. Hơi xước xước một chút thôi. Đấy, nó hơi xước xước chút. Thanh lý cho em con lọc DOD này nhá. Hoạt động bình thường, tặng cái giáp phụ kiện đầy đủ, bán thanh lý cho em mình. Con này bắt đầu gỡ chốt lọc DOD bán thanh lý cho em mình 700.000 thôi. 700.000 thôi, bắt đầu chốt thì nhắn tin cứ chạy chốt lọc DOD cho em. Nhớ chốt nào DOD cho em 700.000. Đấy, 700.000 nhá. 700.000 bán nào chốt nhắn tin thoại em chốt nào DOD cho em. Đấy, nhớ chốt nào DOD cho em, bán thành lý cho em 700.000. 700.000 thôi. Được chưa? Bán 700.000 thôi. Em bán thì có 700.000 thôi, bao lấy thì nhắn tin thoại em chốt nào DOD cho em. Nhớ chốt nào DOD cho em nhá, 700.000. Rẻ chưa? Quá rẻ rồi đúng không? 700.000 bán nào chốt nhắn tin cho qua số thoại em chốt nào DOD cho em. Đấy, chốt lọc DOD cho em 700.000 thôi. Em bán cho em 700.000 con lọc DOD này. Bác nào chốt thì nhắn tin điện thoại cái chốt lọc DOD cho em 700.000. Bao ship tặng cái rác luôn. Nói chung là thanh lý cho hết giá luôn. Còn bao ship tặng cái rác còn biết là mấy trăm nghìn rồi. Còn nó bán vui cho các bác luôn. Nó hơi xấu một tí này. Bác nào muốn sở hữu thì lấy về nha. Lọc Hàn Quốc đấy. Thì Hàn Quốc lại DOD 700.000. 700.000. 700.000 một con này thì quá rẻ rồi đúng không? Bác nào chốt thì nhắn tin điện thoại nha. Cái chốt lọc DOD cho em. Đấy, chốt lọc DD cho em 700.000 con này. Bao ship tặng cái giác một kiện đầy đủ cho các bác. Được chưa?